Hello, my good. Hello, hello. Chào mừng, welcome mọi người đến với kênh của mình. Đây là Dollar Tree, rất là tiện một đô. Tiệm này hồi trước mọi thứ đều một đô, nhưng mà bây giờ thì đô 25, giờ lên thành đô 25. Mọi thứ đều đô 25, có cái một đô nữa, có cái mấy chục sen nữa, mấy chục xu này. Khu đông lạnh đó, đồ đông lạnh đó, này là đồ gia vị nè, hành tiêu, tỏi, ớt gì nè, gia vị để làm đồ, làm bánh, làm đồ ăn của Mỹ. Đó, khu này khu đồ làm bánh nè, những cái chế biến bánh này, trà, trà đen. Bây giờ nó lạnh như vậy, cầm cái nó lạnh quá, cầm cái này thì nó có cái gì để cho nó rất lạnh, tê hết cái tay. Ở đây là bán đồ khăn bếp với lại cái tay, bao tay làm bếp nè, bao tay nhấc nồi, ly giấy nè, ly chén giấy nè. Cái lọ, cái bình để uống nước. Cái này là giấy lau tay. Bên này là gì ta? Gọi là gì? Mì gói. Cái hộp đồ ăn đóng hộp, mì gói mì ly dạ, còn bàn đậu cha cái rổ bao giúp lốt
bao để bỏ đồ trong đó luôn, gói lại bỏ tủ lạnh rồi là đem đi đâu được. Những cái rổ, những cái đựng đồ này là đựng đồ vô để nướng, cái khay đựng đồ để nướng. Những cái này là cái giấy, giấy bạc. Này là cái hộp, hộp nhựa, nhựa để đựng đồ đem theo ăn rồi. Đựng đồ đem theo đồ ăn đồ gì. Phở cà pháo. Hết pin đó. Đó và đó là tất cả những cảnh một số nơi, số thứ trong trong đó là chuyện nha. Đó, một số phong cảnh xung quanh của đó là chuyện. Một cái tỷ một đô. Ở đây có bán bong bóng sinh nhật nữa nè. Đó, bóng sinh nhật nó gắn trên đó luôn. Đó, ở đây cũng có một cái nhỏ nhỏ. Đó. Đó, đồ của sinh nhật cho trẻ em, tiệc sinh nhật đồ. Ok. Rồi, hết pin luôn. Quay xong hết pin luôn. Ok, cảm ơn mọi người đã ghé kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau. Ok, bye bye.